Một Phật tử nữa đưa câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Diệu Hữu Ngân. Con xin thầy hoan hỷ cho con xin hỏi một chút. Xin thầy giải thích cho con hiểu với để con thực hành cho đúng. Câu hỏi ý thứ nhất: con muốn phát tâm tụng kinh Địa Tạng nhưng thầy hướng dẫn là 3 năm thì ngày nào cũng phải tụng hay chỉ tụng vào 10 ngày chay trong tháng thôi ạ? Thầy bảo chúng ta sống một ngày, nếu không ăn có sống được không? Cũng sống được nhưng rất là gì? Rất là đói và rất là khổ, đúng không? Vậy một tháng chúng ta nên ăn 10 ngày hay là ăn 30 ngày? Các Phật tử, tháng ăn 10 ngày thôi nhé. Tháng tụng kinh 10 ngày thì thôi, tháng ăn 10 ngày thôi. Còn 20 ngày thôi uống nước. Có được không? Một tháng 30 ngày, chúng ta tụng kinh được 30 ngày thì công đức chúng ta có suốt trong 30 ngày ấy, ngày nào cũng được tội diệt phúc sinh, ngày nào cũng được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Kiếp người trôi đi nhanh lắm các quý vị ạ, thoáng một cái đã già. Mà già thì thường hay bệnh, mà khi bệnh thì muốn lên tụng kinh có tụng được nữa không? Ngồi có vững không? Ngồi còn chẳng vững, huống chi là tụng kinh. Lúc đấy mà muốn chỉ xin là Phật cho con khỏe để con ngồi trước ban Phật, con lễ Phật một lễ thôi hoặc ba lễ thôi cũng khó các quý vị. Có ai đã ốm nặng thử ở đây? Đã ốm nặng thập tử nhất sinh, coi như là chết đi được sống lại chưa? Có ai không giơ tay xem nào? Có ai đã từng ốm nặng như thế chưa? Giơ tay xem. Ở trong này lắm phúc thế à? Chả có ai ốm tí nào à? Thế quý hóa. Tất cả chúng ta nếu chưa ai từng ốm thì cho mà chàng pháo tay. Nhưng mà đừng có nói dối thầy nhá. Chưa từng ốm đúng không? Trong này tôi tin chắc là có 1/3 chúng ta đã từng ốm nặng ở trong này. Ốm mà đến nó ngóc đầu dậy không được ấy. Ngồi dậy mà nó cứ quay 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 mà nó muốn đổ ra ấy, có không? Có mà. Nên lúc đó muốn quỳ để lễ Phật ba lễ có dễ không? Bây giờ đối với chúng ta thì dễ, nhưng cái lúc ấy có dễ không? Không dễ một chút nào cả. Cho nên được thân người, Đức Phật nói được thân người là việc khó. Được gặp Phật Pháp ấy lại càng khó hơn. Nay gặp Phật Pháp rồi ấy, lại còn mạnh khỏe nữa chứ. Lại gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa chứ. Chúng ta biết bộ kinh này Đức Phật không thuyết ở nhân gian, mà Đức Phật thuyết ở trên cung gì? Cung trời Đao Lợi. Thuyết vì sự thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và thuyết cũng chính là vì mẹ, vì thân mẫu của mình là bà Ma Gia Phu, phu nhân, là thân mẫu sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau này Thái tử Tất Đạt Đa xuất ra thành đạo, thành Phật mới có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên thành Phật rồi Ngài mới nhớ đến cái ân nghĩa sinh thành của thân mẫu của mình là bà Ma Gia ấy. Cho nên Ngài sau khi thành đạo năm thứ 12, Ngài đã vào trong cái khu rừng ở cạnh gần cái chỗ dân cư. Ngài ngồi thiền nhập định ở đó suốt 3 tháng ròng. Và khi ngồi thiền nhập định ở đó thì Ngài xuất thiền lên cung trời Đao Lợi, tuyên thuyết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Trước hết là vì lời thỉnh cầu của vua trời Đao Lợi, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thứ hai là vì tri ân và báo ân, báo hiếu cái công sinh thành to lớn của thân mẫu của mình là bà Ma Gia. Thứ ba là để gì? Tán dương công đức và phó chúc chúng sinh đau khổ thế giới xa bà này cho ai? Cho Bồ Tát nào? Cho Bồ Tát Địa Tạng. Và trong kinh chúng ta thấy Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là những chúng sinh càng cường khó độ mà có duyên Như Lai gì? Đã độ.
Còn những chúng sinh á, cang cường khó độ, sau khi Như Lai nhập diệt, ông ấy thì hay thay Như Lai để ở lại thế giới này để mà giáo hóa, để độ cho tất cả những chúng sinh cang cường khó độ ấy. Ông cứ độ đi, độ được bao nhiêu thì quý. Còn á, số nào đó chưa độ được á, sau này đủ duyên khi mà Bồ Tát Di Lặc á, giáng sinh thành Phật á, Ngài là độ tiếp. Có đúng không? Đó cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà trì tụng hàng ngày á, đây là một cái nhân duyên cực kỳ là gì? Là hiếm có, khó gặp. Chúng ta thấy á, cũng đầy tăng ni Phật tử ra đấy, nhưng có mấy người á, có đủ duyên để tin vào bộ kinh Địa Tạng không? Thậm chí có người gì? Chưa đọc, chưa thấy, chưa nghe. Chỉ nghe một số những người khác họ nói, ôi giời, kinh Địa Tạng là chỉ dành để tụng cho người gì? Người chết. Hoặc là chỉ tụng trong dịp vào rằm gì? Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7. Hoặc sang đầu tháng 7 là tháng cô hồn thì mới tụng kinh Địa Tạng. Đó. Cho nên Thầy nói như vậy là để thấy rằng là chúng ta gặp được nhân duyên với bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được chiêm ngưỡng tranh ảnh tôn tượng của Ngài, được cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Ngài, dù là một chén nước, dù là một nén hương, dù là một chút thành tâm thanh bông hoa quả thôi, hoặc là dù cao hơn nữa là được cung kính cúng dường khởi tạc tôn tượng và in ấn tranh ảnh của Ngài, công đức vô lượng vô biên, như trong kinh đã nói, chứ không phải Thầy nói, mà như trong kinh đã nói. Chúng ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài là một vị Đại Lão Hòa Thượng, một vị Pháp Sư nổi tiếng trên thế giới truyền bá Pháp môn tịnh độ hiện nay. Nhưng cách đây hơn chục năm về trước, khi Ngài giảng Bộ Kinh Địa Tạng, ngay trong cái tập đầu tiên, Ngài giảng rằng tất cả các đạo tràng thuộc tịnh tông học hội thế giới mà Ngài xây dựng, kiến thiết, mở mang, bất cứ một đạo tràng nào Ngài dựng lên thì cái bộ kinh đầu tiên Ngài giảng ở nơi đó đều là bộ kinh Địa Tạng, chứ không phải là bộ kinh Vô Lượng Thọ nha. Chúng ta nghe đấy, cái đĩa thứ nhất, bài giảng thứ nhất của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài giảng dạy, chúng ta mới thấy rằng nó quan trọng như thế nào. Vì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được gọi là bộ hiếu kinh, bộ kinh căn bản để dạy cho chúng ta làm người. Mà làm người thì phải lấy cái gì làm gốc? Lấy hiếu đạo làm gốc. Mà bộ kinh Địa Tạng chúng ta, đặc biệt là khi qua đó chúng ta thấy Hòa Thượng ý muốn nói với chúng ta gì? Khi bắt đầu chúng ta muốn xây dựng hoặc làm cái việc gì lớn, đặc biệt là liên quan đến vấn đề là động thổ, đào bới, đất cát, chặt phá cây rừng vân vân, làm thay đổi cái cục diện của đất, thì chúng ta nên tụng bộ kinh này. Đối với Phật tử tại gia, chúng ta trước khi làm nhà, làm cửa, làm xưởng, mở dựng công ty vân vân, đặc biệt là liên quan đến động thổ, xây dựng, nên tụng bộ kinh này trước đó 7 ngày hoặc 21 ngày, để cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, Thiên Long, Bát Bộ, Già Lam, Chân Tể, các vị thánh linh, thần linh gia trì cho. Và đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng Ngài phóng quang, tiếp độ cho, chứng minh cho, gia trì cho, thì mọi duyên rất là thuận lợi. Chúng tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều các Phật tử đã làm điều đó, và họ đều được thuận lợi cả. Cũng có một số Phật tử đến nói với Thầy rằng tụng kinh Địa Tạng, từ khi tụng kinh Địa Tạng con bị đổ nghiệp hay sao ấy, cứ là ốm đau bệnh tật suốt. Tôi bảo không sao. Thế Phật tử mình phải nghĩ rằng nếu không tụng kinh Địa Tạng thì cái nghiệp nó đến. Nếu mà mình bị ốm là gì? Có khi nó làm cho một cái trận gì trúng gió rồi đơ đơ,
mắt thì trợn ngược, mồm thì vẹo lại, chân tay co quắp, nằm chơi chơi ở trên giường đó thì sao? Nào, tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi đấy? Nếu như mình không gặp được Bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, không thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường kinh và tôn tượng chánh ảnh của Ngài được, không làm phúc theo như kinh đã dạy, không hiếu đạo như ở trong kinh đã dạy, thì bây giờ có khi mình ở dưới gì? Ở sâu dưới mấy mét đấy, dưới hơn mét đất rồi thì sao? Thân thể thì ở trong đó, thối rữa mục nát, còn thần thức thì mang mang ở trong biển nghiệp như trong kinh nói rồi thì sao? Nào, cho nên người học Phật chúng ta phải có trí tuệ là chỗ đó, phải tin sâu nhân quả là chỗ đó. Mà trong kinh Đức Phật nói thì người học Phật, người tu Phật, người biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, có thể chuyển gì? Chuyển nghiệp nặng thành nghiệp gì? Thành nhẹ. Và chuyển nhẹ thành gì? Thành không. Trong 4-5 năm nay, tôi chỉ nghe đại đa số những Phật tử đến báo cáo với chúng tôi rằng bạch Thầy, nhờ có Thầy hướng dẫn chúng con cung kính cúng dường, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà nhà con tiêu trừ được rất nhiều những nghiệp xấu, nghiệp ác ở trong gia đình, họ hàng thì được đoàn tụ, vợ chồng thì yêu thương nhau, con cái thì biết hiếu kính bố mẹ hơn, và gia đình chúng con thì thấy gì? Đầm ấm hạnh phúc hơn, chiếm đến 70-80% là như thế. Chỉ có khoảng 5-10% nên nói với chúng tôi là từ khi tụng kinh Địa Tạng, con thấy nghiệp nhà con vẫn còn nhiều, cũng có chuyển nhưng chuyển chưa được là bao. Nhưng hôm nay sáng nay có một người đến nói với Thầy là đấy thì từ khi con tụng kinh Địa Tạng, con hay ốm đau vặt nhiều hơn. Tôi mới cười, tôi bảo nếu như Phật tử đưa ra không tại sao đưa ra một câu hỏi, nếu như mình chưa gặp kinh Địa Tạng thì bây giờ mình ở dưới xanh cỏ ở dưới đấy, hơn mét đất rồi thì sao? Thần thức thì mang mang ở trong, không biết ở trong 18 tầng địa ngục nào rồi thì sao? Đó. Người học Phật tin nhân quả chúng ta phải như thế. Chúng ta biết là Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, chúng ta nghe giảng tới Ngài bao giờ chưa? Nghe thấy danh của Ngài bao giờ chưa? Ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thọ tận 120 tuổi mới viên tịch. Nhưng cuộc đời hành đạo của Ngài cũng nhiều lúc oan khuất lắm. Cũng có nhiều lúc Ngài phải bị bắt vào trong tù. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn bị chúng sinh đánh đập như thế, thì chúng ta nghĩ làm sao? Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào đó? Nghĩ thế nào đó? Chúng ta sẽ chán nản và bỏ đạo, không tu nữa đúng không? Không. Đấy là các ngài thị hiện cho chúng ta. Các ngài thị hiện cho chúng ta giống như Tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Ngài chứng được thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Tại sao mà Ngài còn lại để cho ngoại đạo làm? Giết chết Ngài, băm tay xẻ thịt Ngài rồi vứt thịt của Ngài vào trong đống phân như thế. Đó chính là các Ngài thị hiện cho chúng sinh u mê mở tối. Chúng ta thấy rằng có thân là có bệnh, có khổ. Đức Phật trước khi Ngài chuyển bánh xe Pháp để cứu độ chúng sinh, Ngài quán xét thấy này, nhân duyên của chúng sinh ở thế giới này không thể thuyết pháp tối thừa thầm thâm vi diệu mà chúng có thể nghe được. Cho nên Ngài phải dùng phương tiện quan sát như thế, Ngài mới rời cội Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe Pháp độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và bài pháp đầu tiên Ngài nói chính là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế ấy, để độ cho chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta và các thiện nam tín nữ chúng ta phải luôn luôn phát khởi cái tâm cung kính, tin tưởng vào lời dạy của Đức Như Lai, tức là Đức Phật đó, không bao giờ sai, không bao giờ lừa gạt chúng sinh đâu.
mấy năm nay chuyên giảng và truyền bá bộ kinh này. Các sư trong chùa cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Đạo tràng chúng ta cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đi sâu về bộ kinh này, đi rộng vào bộ kinh này, giảng cũng giảng sâu giảng rộng bộ kinh này, thọ trì đọc tụng cũng thì cũng chuyên sâu về bộ kinh này. Chúng ta thấy có rất nhiều điều vi diệu đến với đạo tràng chúng ta, đến với gia đình chúng ta, đến với những người thân của chúng ta.